Leopard 2, xe tăng nguy hiểm nhất thế giới của Đức đã tới Ukraine. Ngày 1 tháng 5 năm 2022, trang tin Evia của Nga cho biết hàng loạt xe tăng hạng nặng Leopard 2 A6 của Đức đã được đưa lên hệ thống đường sắt tại thành phố Thuringia để chuyển đi. Chưa rõ liệu đích đến có phải là Ukraine hay không. Trên các khung hình video được trình bày, có thể thấy khoảnh khắc đoàn xe tăng được vận chuyển trên xe lửa tại nhà ga đường sắt ở phía đông nam nước Đức. Các nhà quan sát cho rằng hướng đi của đoàn tàu này nhằm về phía Ukraine. Tuy nhiên, không rõ liệu chúng có được chuyển giao cho Kiev hay không. Trước đó, Berlin chỉ xác nhận rằng họ sẽ cung cấp khoảng 60 xe tăng chủ lực Leopard 1 A5 cho Ukraine. Bí mật quân sự là như vậy, thật mà hư, hư mà thật, hư hư thực thực, khó mà đoán được. Sự bí mật, bất ngờ là rất cần thiết trong tình hình hiện nay, khi quân Nga xâm lược đang bị thua đau và luôn tìm cách để tấn công các loại vũ khí của phương Tây này khi chúng đang trên đường được vận chuyển cho Kiev. Khả năng Đức chuyển giao tăng Leopard 2 cho Ukraine là rất cao, nhất là trong bối cảnh hiện nay, khi mà Mỹ và phương Tây đang ráo riết viện trợ các loại vũ khí hạng nặng cho Kiev để phản công quân Nga xâm lược ở chiến trường miền đông Ukraine. Và sâu hơn là ý đồ của Mỹ và phương Tây muốn nhân cơ hội ngàn năm có một này để làm cho gấu Nga bị sa lầy và bị suy yếu hết mức có thể. Ngoài giúp đỡ người Ukraine đánh đuổi quân Nga xâm lược, thì phương Tây còn mong muốn Nga bị tổn thất càng nhiều càng tốt. Những tổn thất nặng nề về quân sự, cộng với kinh tế bị bao vây, cấm vận, sẽ làm nước Nga ngày càng tụt hậu so với phương Tây. Có thể nói, sau chiến tranh Ukraine này, thì Nga sẽ bị suy yếu đáng kể. Khả năng sẵn sàng đối đầu với Mỹ và phương Tây của Nga cũng không còn được như trước. Nếu NATO đã coi Nga là một mối đe dọa, thì cuộc chiến Ukraine chính là một cơ hội tốt để làm suy yếu mối đe dọa đó. Điều đó cho thấy lý do mà Mỹ và phương Tây trong thời gian gần đây đã bơm hàng chục tỷ đô la vũ khí hạng nặng một cách ồ ạt cho Ukraine để chống lại quân Nga xâm lược. Ukraine hiện nay đang rất cần những xe tăng chủ lực hiện đại như Leopard 2 của Đức để cân bằng với các xe tăng T-90 vừa được Nga tung vào chiến trường sau khi mà các xe tăng T-72 của Nga bị nướng cua vô số ở Ukraine. Nói tới xe tăng T-90 vừa được Nga tung vào chiến trường và được phía Nga cho rằng đây là loại tăng bất khả chiến bại. Nhưng thực tế thì đầy phủ phàng, gần đây chiếc T-90 của Nga đã bị chiến bại ở Ukraine. Các hãng thông tấn ngày 4 tháng 5 năm 2022 chiếu cảnh xe tăng T-90 hiện đại nhất của Nga đã bị bắn cháy đen thui ở Ukraine. Một ngày sau đó, phía Ukraine cũng đã công bố video bắn hạ chiếc xe tăng này. Hiện vẫn chưa rõ loại vũ khí mà phía Ukraine sử dụng. Nhưng qua việc này, có thể thấy vũ khí Nga dù được ca ngợi hiện đại tới đâu thì cũng có thể dễ dàng bị các vũ khí phương Tây khắc chế. Được biết hiện nay có tới hơn 30 nước viện trợ cho Ukraine để đánh lại quân Nga xâm lược. Có thể nói chuyến này Nga lâm nguy thực sự rồi. Có câu 3-1 không chột cũng què, mà tình hình hiện nay còn bi đát hơn nhiều khi mà 30-1. Kiểu này không chết chắc cũng bị tàn phế suốt đời. Thiệt là khổ quá đi. Tương lai mờ mịt nào đang đón chờ Nga? Hạ Hồi phân giải. Trang tin Evia cũng nhận định, nếu Đức cung cấp cho Ukraine xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2, thì đó là một mối đe dọa nghiêm trọng với quân Nga xâm lược, bởi sức chiến đấu đáng kể của dòng xe tăng này. Khi nói tới nước Đức, thì người ta hay nhắc tới xe tăng cũng là có lý do của nó. Người Đức vốn rất giỏi trong lĩnh vực cơ khí chế tạo máy, cũng như công nghệ quân sự quốc phòng. Không phải ngẫu nhiên mà người Đức đã từng đánh bại vô số các nước ở châu Âu trong các cuộc thế chiến trước đây. Với khẩu pháo chính cỡ nòng 120 ly L55, tức là nòng dài gấp 55 lần đường kính, thì xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 A6 của Đức có khả năng tiêu diệt mục tiêu từ xa lên tới 5 km bằng đạn xuyên cao tốc. Đây là điều mà ít có xe tăng nào trên thế giới hiện nay có thể làm được, ngay cả xe tăng T-90 hiện đại nhất của Nga. Leopard 2 A6 là một trong những xe tăng chiến đấu chủ lực tốt nhất hiện nay trên thế giới.
chính thức đi vào phục vụ từ năm 2001. Nó là phiên bản nâng cấp từ Leopard 2A5. Chiếc xe tăng chiến đấu của lực do Đức chế tạo này được đánh giá là vượt trội khi đặt cạnh M1 Abrams của Mỹ, Challenger 2 của Anh và Leclerc của Pháp ở hệ thống bảo vệ, hỏa lực và tính cơ động. Thậm chí, các xe tăng tối tân T-90 của Nga cũng khó có thể là đối thủ của Leopard 2A6. Leopard 2A6 được điều khiển bởi kiếp lái 4 người. Xe tăng có trọng lượng 62 tấn. Nó được lắp động cơ diesel tăng áp MTU MB837 KA501 công suất 1.500 mã lực cho tốc độ di chuyển tối đa lên tới 68 km/h và tầm hoạt động tới 500 km. Vũ khí chính của Leopard 2A6 là pháo nòng trơn 120mm với cơ số đạn mang theo là 42 viên. Khẩu pháo L55 này dài hơn loại L44 trên phiên bản Leopard 2A5. Độ dài của nòng này có tác dụng tăng độ chính xác và nối dài đáng kể tầm bắn của Leopard 2A6. Nó có cơ chế bắn cực kỳ hữu hiệu và nhanh. Trưởng kiếp xe tìm mục tiêu. Khi chọn được mục tiêu thì pháo sẽ tự động khóa vào mục tiêu và pháo thủ hoàn thành việc ngắm và bắn. Trong khi đó, kiếp trưởng của xe sẽ tìm mục tiêu tiếp theo. Xe tăng này còn có hai súng máy 7,62 ly, gồm một khẩu đồng trục với pháo và một khẩu khác gắn trên nắp tháp để chống lại bộ binh địch. Pháo chính cỡ 120 ly của xe tăng Leopard 2A6 cũng là loại được lắp đặt trên phiên bản nâng cấp mới nhất Leopard 2A7. Vũ khí này đã được thử nghiệm trên thao trường với một phát bắn đã lập kỷ lục thế giới. Một viên đạn xuyên động năng bắn đi từ pháo L55 của chiếc Leopard 2A6 đã đạt vận tốc đầu nòng lên tới 1.750 m/s và đã bắn trúng đích từ cự ly xa tới 5.000 m. Đây là con số mà chưa một loại xe tăng nào trên thế giới có thể đạt được. Tại cuộc thi Strong Europe Tank Challenger, các thế hệ tăng Leopard 2 do Đức chế tạo nằm trong thành phần đội đua đến từ các quốc gia khác nhau đều đoạt các vị trí cao nhất. Đây chính là minh chứng không thể tốt hơn đối với loại chiến xa hiện đại này. Leopard 2A6 đã có màn thực chiến xuất sắc tại Afghanistan khi xuất sắc đánh bại hầu hết các loại vũ khí chống tăng của phiến quân bắn vào. Leopard 2A6 được trang bị giáp composite thế hệ mới kết hợp với các mô đun giáp gắn ngoài, có thể mang cả giáp phản ứng nổ khi cần thiết. Tiện nghi cùng với hệ thống thông tin liên lạc cũng như điều hòa không khí nhằm chống lại các tác nhân sinh hóa của Leopard 2A6 cũng được nâng cấp, đem lại sự thoải mái và an toàn cao cho kiếp điều khiển. Trước khi biến thể hiện đại hơn của nó là Leopard 2A7 ra đời, thì Leopard 2A6 luôn được đánh giá là xe tăng tốt nhất trên thế giới, xét trên tổng hợp mọi tiêu chí, vượt xa xe tăng T-90 của Nga và M1 Abraham của Mỹ. Tuy vậy, giá cả luôn là một rào cản đối với các quốc gia có tiềm năng kinh tế hạn chế để sử dụng loại tăng chủ lực hiện đại này. Giá ước tính lên tới 12 triệu đô la Mỹ một chiếc xe tăng Leopard 2A6, tức là khoảng 275 tỷ Việt Nam đồng. Đắt nhưng mà sắt ra miếng các bạn. Như vậy là mình vừa chia sẻ với bạn xong về khả năng Đức tài trợ xe tăng chủ lực Leopard 2A6 cho Ukraine để đánh quân Nga xâm lược. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn có ý kiến gì về xe tăng này cũng như là khả năng Đức tài trợ nó cho Ukraine, hãy comment dưới video nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.